từ trên trời rơi xuống bao nhiêu là rùa, lơ ngớ lại vớ huy chương rồi, phe này Trần Phàm lại được bữa no nê, muốn lấy bóng rổ của Trần Phàm ư? Đâu có dễ như thế, lại nói lão cầm này sung thật, mới đó đã cầm dao cắt rau lên giao chiến rồi, đánh cho bọn chúng hiện nguyên hình. Là những con rùa luôn, những tên cường giả của tộc Kim biết bị đánh hiện lại nguyên hình thì rớt từ trên trời xuống như mưa đá. Lại rất đúng vào chỗ mà Trần Phàm đang thả câu, thấy phao động đậy, Trần Phàm ngạc nhiên, kỳ lạ, ta nhớ trong con sông nhỏ này không có vật sống mà. Tiểu Vũ thì lại giục anh ta mau kéo lên, xem thử là thứ gì dính vào lưỡi câu. Trần Phàm liền giật cần câu, cái lồng đèn gì thế này? Lại câu được cả một đàn ba ba lớn luôn. Trần Phàm lượm đám ba ba vào giỏ, nhiều quá đi vừa hay đem bọn nó hầm hết. Tối nay mọi người sẽ cùng nhau bồi bổ. Huyền Võ đứng phía xa nghe thấy đồng loại bị mang đi hầm, khóc lóc thảm thương, ai dè nghe nó nói cũng đến bật ngửa, ba ba hầm là nhất luôn nó. Cao nhân ơi, làm diệt hết bọn chúng đi. Tiểu Vũ thì thấy đêm nay có lẽ là cơ hội của mình, nhất định phải để Trần công tử hiểu rõ tâm ý của mình. Trần Phàm cũng đã có dự định tối nay phải sắp xếp một buổi tiệc đầy nến, nhất định phải tiến thêm một bước với Tiểu Vũ. Đến tối Trần Phàm đang phân vân đồ uống bình dương của hệ thống, chỉ còn lại hai bình coca này, hy vọng là Tiểu Vũ có thể thích. Dưới ánh nến đầy lãng mạn, trên bàn đã được bày sẵn nhiều đồ ăn. Trần Phàm rót cho Tiểu Vũ một ly coca, còn nàng ta nhìn vào ly nước Trần Phàm rót, thấy lạ, nó màu đen mà còn nổi bọt sao, nhìn giống như thuốc độc thế nhỉ. Nghĩ là thế nhưng nàng ta cũng đưa vào miệng ực một hơi, vì cho rằng Trần Phàm sẽ không làm thế với nàng ta. Vừa uống một ngụm, cơ thể nàng ta có chuyển biến, sắc mặt rất đau đớn, đau quá kỳ kinh, bát mạch của mình như đang bị đứt ra. Thấy nàng ta có biểu hiện sặc nước, Trần Phàm lại vô vỗ lưng, cái này gọi là Coca-Cola, là đồ uống trên trái đất, không thể uống một ngụm lớn như vậy đâu. Cũng nhờ cái vỗ lưng ấy mà nàng ta ổn định lại, vết thương của mình trong nháy mắt đã hoàn toàn hồi phục, còn có sức mạnh rất lớn đang chảy vào trong kinh mạch của mình. Thể chất của mình lại có thể thăng cấp thành thần thể rồi ư? Đột nhiên trong miệng nàng ta phát ra tiếng. Trần Phàm nhìn thấy biết là biểu hiện của việc uống Coca-Cola làm, nên anh ta che miệng cười, làm Tiểu Vũ cũng có chút hơi quê độ. Trần Phàm lên tiếng, đúng rồi Tiểu Vũ, lần này ngươi rời khỏi tông môn nhiều ngày như vậy có sao không? Nếu như ngươi có chuyện gì, bất cứ lúc nào rời khỏi đây cũng được nhé. Nàng ta hỏi Trần công tử, đây là đang muốn đuổi ta đi sao? Trần Phàm vội vàng giải thích, đương nhiên không phải, ta chỉ là không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi thôi. Tiểu Vũ liền lao tới nắm chặt tay Trần Phàm, Trần công tử ta thích ngài, ta muốn ở lại núi Vô Danh, đừng đuổi ta đi có được không? Vì bất ngờ trước hành động của Tiểu Vũ nên Trần Phàm cũng giật cả mình, anh đưa tay lên lau hàng nước mắt trên má Tiểu Vũ. Nhưng Tiểu Vũ là võ giả, còn ta chỉ là một người phàm. Tiểu Vũ nước mắt lưng tròng nói, ta rất thích con người như công tử. Ngài là người phàm cũng được, là tiên nhân cũng được, ta chỉ thích một mình ngài thôi. Vì cảm động trước lời nói của Tiểu Vũ, Trần Phàm liền ôm chặt nàng ta, ta cũng rất thích cô, lần đầu tiên khi gặp cô thì đã thích luôn rồi, khoảnh khắc mong nhất từ đầu tới giờ. Phải như vậy mới đúng bài chứ. Sau khi ăn tối xong thì hai người đưa nhau ra hậu viện ngắm cảnh. Chuyện chúng ta có nên tuyên bố với mọi người không nhỉ? Tùy vào công tử hết. Lão Trương đang núp gần đó quan sát, khí chất của nữ tử này vượt trội. Lẽ nào cô ta chính là cao nhân trên núi Vô Danh? Sau đó hai người ôm nhau ngồi dưới ánh trăng mà ca. Đêm qua sao đầy trời, đêm qua gió nổi, bên tây lầu họa, phía đông nhà quế. Sau đó có vô vàn các đạo văn xuất hiện, lão Trương thấy vậy liền bỏ chạy, mé nó đọc vài câu thơ nhảm nhí, mà sao lại có nhiều đạo văn như vậy? Lại có thêm hai con phương hoàng lửa bay lên, lão Trương sợ hãi, câu thơ giết người à, nguy hiểm quá chuồn thôi. Trần Phàm tiếp tục ca, ngồi xa nhau chúc chén ấm áp, cùng vui trò xã phúc dưới trăng, hàng loạt thiên binh võ tướng xuất hiện, lão Trương cay cú, đây lại là cái gì? Trần Phàm tiếp tục ca, ôi nghe tiếng trống dục đi việc quan, đi ngựa tới lan đài như ngon cỏ bồng. Lão Trương bất lực, gương mặt sợ hãi, còn nữa sao? Thì ra Trần Phàm mới chính là bị cao nhân đó, Trương ẩm tử mình có mắt thật như mù. Thấy Tiểu Vũ thích, Trần Phàm tính làm thêm bài nữa, thì trên trời lão Trương té cái bục cắm đầu xuống trước mặt, làm cả hai giật nảy mình. Đêm mờ lão Trương, Trần Phàm chạy ra đỡ ông ta dậy, lão Trương ngươi làm sao vậy? Là ai đã làm ngươi bị thương thành ra như vậy? Lão Trương thì đang còn choáng vì pha tiếp đất 10 điểm kia, khi tỉnh lại thấy Trần Phàm, lão Trương sợ xanh mặt tính bỏ chạy thì bị Trần Phàm đập cho một cái xỉu hiệp hai. Xin lỗi nhé lão Trương, ta phải cứu ngươi trước. Đánh ngất lão Trương, Trần Phàm dòng ngó xung quanh, lão Trương là cao nhân ẩn thế, sao có thể bị người khác làm cho bị thương thành như vậy được? Hắn bị ngất ở trong sân của mình, lẽ nào là kẻ thù đang ở gần đây sao? May mà có võ giả như Tiểu Vũ tọa trấn, nếu không mọi người ở núi Vô Danh sẽ gặp nguy hiểm rồi. Sáng hôm sau khi cho lão Trương uống thuốc xong, Trần Phàm cũng cảm thán không hổ danh là võ giả, năng lực tự chữa khỏi đúng là mạnh thật. Lão Trương cuối cùng cũng tỉnh lại, đây là đâu, ta chết rồi sao? Đây là nhà của ta. Lão Trương ngươi vẫn chưa chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão Trương nghĩ, sao hắn lại trị khỏi cho mình? Hắn nhất định là còn có mục đích khác, ta nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của hắn. Sau đó Trần Phàm tiến lại nắm vào vai lão Trương, nói lão Trương ngươi tỉnh táo một chút, ta là Trần Phàm người còn nhớ ta không? Như nào ngờ cú nắm đó đã làm sưng bả vai ông ta vỡ vụn. Trần Phàm thấy lão Trương không nói gì, bèn lắc lắc hai vai lão, đừng sợ, ngươi cứ an tâm ở lại đây đi, bạn gái của ta là võ giả, chuyện kẻ thù của ngươi cô ấy sẽ giúp ngươi giải quyết.
Lão Trương đau đớn sủi cả bọt mép, đậu mé nó tên ma quỷ nhà ngươi ác quá, vì đau quá nên Lão Trương sủi bọt mép rồi ngất xỉu, dọa Trần Phàm cũng hoảng hốt. Lão Trương ngươi đừng có dọa ta nha, ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Đám người Lão Diệp bên ngoài cửa chứng kiến tất cả, Lão Cầm lắp bắp đúng là ác thật. Cao nhân đã trị khỏi cho Trương Ẩm Tử, chính là vì muốn tiếp tục giày vò hắn, Lão Diệp thì phán câu xanh dờn. Đây chính là kết cục chọc giận cao nhân, muốn sống cũng không được, muốn chết lại càng khó hơn. Lão Trương bị ngất xỉu do tác động vật lý của Trần Phàm. Đến khi tỉnh lại lần nữa, cứ nghĩ Trần Phàm là người xấu, Lão Trương la toáng lên, cho dù ta có làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi đại nhân cũng đừng so đo với tiểu nhân, tha cho ta đi, ta quỳ lại ngươi, ta thỉnh tội với ngươi được chưa? Còn bản thân Trần Phàm thì đơn giản chỉ là mang thuốc tới, đưa Lão Trương uống để trị thương, thấy ông ta làm loạn, Trần Phàm tưởng ông ta bị bệnh thần kinh, nên hù dọa nếu như ngươi đã không phối hợp, ta chỉ đành dùng vũ lực ép người uống thuốc thôi. Lão Trương khóc lóc chửi rủa, rồi cầu xin Trần Phàm tên ác ma nhà ngươi, cầu xin ngươi hãy làm con người đi. Bên ngoài cửa chính Tiểu Vũ với đám linh thú bên ngoài, nghe ngóng Tiểu Vũ hỏi đây là lần thứ mấy rồi. Tiểu Bạch nói lần thứ 13 rồi, ta thà chết chứ cũng không muốn bị giày vò, giống như địa ngục vậy đâu, nhưng mà rơi vào tay của Trần công tử. Có bản lĩnh như vậy chết cũng là một thứ xa xỉ. Mọi người có để ý chiếc váy mà Tiểu Vũ đang mặc không? Đó là món quà mà Trần Phàm tặng nàng ta đấy. Tác phẩm váy xẻ hết nấc của hiện đại. Bất giác Trần Phàm đột nhiên mở cửa, bốn ánh mắt nhìn nhau ngượng ngùng. Ủa Tiểu Vũ, Trần công tử đây là đá chắc hồn mà sáng nay công tử đã nói, ta vừa hay đem theo rồi, nên đưa đến cho công tử nè. Đa tạ Tiểu Vũ. Nói xong Tiểu Vũ co giò chạy thẳng một mạch ra ngoài. Xong việc rồi ta đi trước đây. Công tử vừa lúc ấy Tiểu Thất cũng chạy tới nơi. Ca ca đang làm gì vậy? Nhìn thấy đây là đá chắc hồn, Tiểu Thất hiểu nguyên do, cao nhân giờ ngụy trang là người phàm. Đây có lẽ muốn kiểm tra võ hồn của mình, nếu có sẽ được đưa đi đến môn phái võ đạo rồi sao? Đúng như suy nghĩ của Tiểu Thất, Trần Phàm tính dùng đá chắc hồn này để kiểm tra đi xem Tiểu Thất có võ hồn hay không, sau đó sẽ đưa qua bên Lão Tôn để tu luyện thành võ giả. Nhưng Tiểu Thất đã tính trước được, nên đã dùng bí pháp tâm kinh, có thể che giấu được võ hồn, nhằm qua mắt Trần Phàm. Tiểu Thất liền làm theo lời của Trần Phàm, giữ cục đá dùng anh ta, nhưng cố ý để tay vào ấn ký để cho Trần Phàm thấy là cô ta cũng là người phàm bình thường như anh ta. Thấy bản thân Tiểu Thất cũng là người bình thường, Trần Phàm hỏi Tiểu Thất có muốn học cầm kỳ thi họa không. Tiểu Thất vì muốn được ở lại nên đã đồng ý ngay. Trần Phàm nói với Tiểu Thất, vậy chúng ta đi trấn Thành Khê mua một vài dụng cụ học tập cần thiết cho muội nhé. Dưới trấn tại một tiệm bán đồ vẽ, đây là đường bá Bạch Hổ, anh ta cũng là một họa hoàng của đại lục thần võ, cũng vì đi theo kiếm khí kình thiên mà lang thang tới nơi này. Thấy có tiệm tranh nên anh ta ghé vào coi thử. Bên trong tiệm tranh lúc này, Trần Phàm và Tiểu Thất cũng đang mua đồ vẽ ở đây. Ca ca nghiên mực này lung linh đáng yêu quá. Nghiên mực này mặc dù chế tạo tinh xảo, nhưng thiếu đi mấy phần đoan trang cơ bản. Tên đường Bạch Hổ này đúng là vô duyên mà, vô tiệm người ta kêu khách của tiệm, sẽ không kiếm được cái đồ tốt nào ở đây đâu. Thấy Trần Phàm bị chê bai, Tiểu Thất lên tiếng, thứ vô duyên mắc dịch, ca ca của ta mà lại không hiểu bằng ngươi sao? Thấy tiểu muội sàm ngôn, Trần Phàm gãi đầu cười rồi xin lỗi, tiên sinh kia vì tiểu muội còn nhỏ nên nói linh tinh, mong đừng trách con nít làm gì, nhưng đã bị chọc cho hắn tức điên. Thanh niên đường bá hổ nổi giận, lệnh muội nếu như tin tưởng vào mắt nhìn của ngươi như vậy, chúng ta hãy tỉ thí một trận, tên này lại không biết đây là đất của ai rồi, dám khiêu chiến với Trần Phàm sao? Trần Phàm sẽ xử lý hắn thế nào đây? Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.